Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng năm 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại miền Trung Việt Nam với mục tiêu quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư của thành phố Đà Nẵng trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Sự kiện được kỳ vọng là diễn đàn để các bên trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp, chính sách phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn trên địa bàn thành phố, hướng đến xây dựng thương hiệu Đà Nẵng, trung tâm vi mạch bán dẫn khu vực miền Trung Việt Nam. Thông qua cái sự kiện này sẽ có nhiều cái ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp và nhà trường đã có cái sự chuẩn bị trước đây. Và thông qua cái sự kiện này sẽ có nhiều doanh nghiệp và nhà trường biết đến nhau, biết đến nhu cầu lẫn nhau và thế mạnh của nhau để có thể hỗ trợ và đạt được kết quả trong thời gian tới. Ngày vi mạch bán dẫn Đà Nẵng năm 2024 gồm hai phiên chính: hội nghị xúc tiến đầu tư vi mạch bán dẫn vào buổi sáng và hội nghị kết nối cung cầu nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn vào buổi chiều.